Sao em lại làm chuyện đó? Sao em lại khiêu khích vợ anh? Bộ em muốn gia đình anh tan hoang hả? Sao mà em khổ vậy nè? Có ai hiểu được nỗi khổ của em không? Tại sao mọi người cứ nghĩ là em thất đức mà không nghĩ ngược lại? Nếu mà em thuyết phục gia đình anh á, thì anh có chịu cho em làm vậy không? Bắt buộc em phải chọn cách khác chứ. Nhưng mà bây giờ anh đâu có muốn gia đình anh biết. Anh đã nói với em ngay từ đầu như vậy rồi mà. Nhưng mà liệu anh giấu người ta tới bao giờ? Anh phải nói cho mọi người biết chứ. Em nói thiệt đó nha, nhiều khi em nghĩ em tủi thân lắm. Em hy sinh cho anh mà gia đình của anh không cảm ơn em, mà mọi người còn coi em như phù thủy nữa. Trong khi vợ của anh không lo gì được cho anh mà mọi người thương yêu nó là sao? Anh có thấy như vậy là bất công với em lắm không? Thôi đừng nhắc chuyện đó nữa, bỏ qua đi. Không, chuyện này làm sao mà cho qua được. Em nói với bà em rồi đó, bà em cực khổ đi tìm khách hàng cho anh, rồi đem tiền hỗ trợ cho anh, lo từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ. Mà bây giờ chuyện này có chút xíu à, anh không tự giải quyết được, anh còn trách em nữa. Anh vừa vừa phải thôi chứ. Thôi được rồi, đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Chuyện nào anh tới gặp ba em? Anh đang ghét em mà anh gặp ba em chứ. Anh nhắc lại một lần nữa, chuyện đó bỏ qua đi. Em có nghe không? Nghe rồi. Tôi mẹ con mới về. Ngồi đi con. Cẩn thận đó con. Con đi đâu về vậy? Dạ, con đi ra ngoài chút xíu, chứ ở nhà tù túng quá. Gì thì gì, cũng nên ở nhà con à. Bụng nặng nề vậy, không nên chạy xe nhiều con. Dạ con biết rồi mẹ. Trang à. Dạ. Chuyện thằng Quân á, con đừng nên nghĩ tới nữa. Mẹ biết á, nó chỉ dựa vô con Thúy để làm ăn thôi, chứ không có lăng nhăng gì đâu con. Thôi, mình có thai á thì phải giữ cho tâm trí yên ổn, chứ con buồn rầu như vậy á thì là con thiệt thân con trước đó. Nghe là mẹ đi con, rồi chuyện gì á cũng sẽ qua thôi con à. Dạ. À, con có muốn mua sắm gì á thì nói con Quyên chở con đi nè, chứ không được chạy xe một mình nữa nghe chưa. Bản hiệu xong, dụng cụ văn phòng xong, giờ chỉ còn tuyển nhân viên nữa thôi. Để em coi coi, em rất là thích tuyển nhân viên nhiều. Đó, nhân viên là sẽ có một thư ký nè, một kế toán nè. Thôi mà em, làm gì em phải tuyển nhiều như vậy? Bây giờ khách hàng mình còn chưa có nữa mà. Bà em chừng nào mới giới thiệu khách hàng đây? Thì bây giờ có công ty đi rồi mới có khách hàng chứ. Mình phải có nhiều nhân viên, có phòng giao dịch, thì khách hàng người ta mới tin tưởng, người ta mới làm việc với mình, anh hiểu không? Em à, anh nói cho em nghe, em không làm trong nghề nên em không biết. Mấy chuyện này không quan trọng. Quan trọng vấn đề bây giờ là hợp đồng, là khách hàng. Mấy chuyện này chỉ là hình thức thôi mà. Nhưng phải có hình thức trước. Em đã nói rồi thì anh không được cãi. Anh không hiểu gì hết trơn á. Bây giờ mình phải có công ty thì ba em mới tin, ba em mới đưa tiền cho em chứ. Cũng có lý. Đó, em nói rồi. Em sẽ tuyển là ba nhân viên, mà toàn là nam thôi. Cả tạp vụ cũng mướn nam luôn. Em có điên không vậy? Nam nào mà chịu làm mấy cái đó cho em? Cái đó chỉ hợp với nữ thôi. Kệ nó, tuyển vậy cho chắc ăn. Chứ giờ tuyển nhân viên nữ, ai biết được. Tính của anh thì còn lạ gì nữa. Em nói cái gì vậy? Anh đâu phải là cái loại đụng đâu cũng thích đâu. Em coi thường anh rồi đó. Trời ơi, cục cưng tự ái rồi kìa. Thì em làm vậy để phòng ngừa thôi, chứ em có nói là tính anh lăng nhăng đâu. Chừng nào gặp ba em đây? Thì giờ lo thủ tục công ty xong cái đã. Anh yên tâm đi, em đã nói với ba em là chắc chắn ba em phải giúp. À, mà nè, còn một chuyện này quan trọng hơn nè.
Bây giờ công ty của mình á, mình đặt tên gì giờ? Phải hay đó nha. Em suy nghĩ rồi. Thôi lấy hai tên của tụi mình ghép lại đi. Lấy tên lót của anh với lại tên của em, đặt là Hoàng Thúy. Được không? Thấy chưa? Em nói ra là anh thích liền à. Đó là hay á. Dễ thương. Đó là hay á. Học với thì mai hơn á. Đây là công ty xây dựng, tên gì mà không liên quan gì hết trơn. Em cũng thấy nó hơi kỳ kỳ. Đúng rồi, tên hay hơn, chắc chắn là anh chịu luôn. Thí Hoàng, tên của anh luôn đó. Cái tên đó còn gớm hơn cái tên nãy nữa. Thôi nha. Thôi, mệt quá, cái tên nghĩ sao đi. Bây giờ mình đi ăn rồi về nè. Chưa tính sổ sách xong mà về cái gì? Luôn gặp vợ đúng không? Thôi thôi thôi, em tính đi. Ngồi đi đợi. Ghen nữa nha. Thôi tính đi, bây giờ anh đói bụng lắm rồi nè. Lẹ còn đi ăn nữa. Không. Khuya rồi, sao không đi ngủ đi? Chuyện gì nữa vậy? Có thai mà cứ khóc hoài. Em muốn cái gì đây? Anh bàn công việc. Anh bàn công việc gì mà từ trưa tới tận khuya mới về vậy? Em muốn nghĩ sao cũng được. Tôi làm gì em cũng phản đối hết trơn. Em cứ coi như tôi là thằng không ra gì đi. Em làm cái gì mà chân nhiều hoa quá vậy? Em đặt đó, đẹp không? Em hợp đồng với người ta rồi. Cứ 3 ngày một lần á, người ta tới cắm hoa cho mình. Trời ơi, chưa làm gì có kết quả hết á. Mà em chi nhiều tiền như vậy, coi chừng hết vốn đó. Anh đừng lo, nhà em giàu mà. Nhưng mà chân nhiều hoa như vậy á, người ta tưởng đây là cái shop hoa, chứ không phải là văn phòng. Em thích như vậy đó, vậy mới khác người ta chứ. Alo, có chuyện gì vậy em? Khi nào anh xong việc anh sẽ về. Em khỏi phải đợi cơm anh. Vậy thôi nha. Ai gọi vậy? Trang hả? Ừ. Hiểu Nghiêm, đừng giờ anh gọi nữa. Anh không thích em kiểm soát anh như vậy đâu nha. Nhưng mà em thích. Alo Nghiêm hả? Bây giờ tao đang kẹt lắm. Cái gì? Sinh như thằng Thanh hả? Xém nữa tao quên mất. Có gì bữa đó mày lo hết cho tao đi. Tao tới là được rồi. Tao sẽ tới mà. Chắc chắn 100% luôn. Vậy nha. Anh, sinh nhật anh Thanh hả? Chừng nào vậy? Thứ sáu tới. Vậy hả? Cho em đi với. Từ đó tới giờ anh đâu có bao giờ dắt em đi chung với lại nhóm của bạn anh đâu. Nha, chắc em đi nha. Không được. Quy định của tụi anh á, sinh nhật chỉ có 4 thằng đàn ông thôi, không có người ngoài đâu. Nhưng mà em thích. Không được là không được. Anh, cho em đi đi. Nhớ.
nỉ mà nhá. Rồi rồi rồi, thôi được rồi. Yêu cục cưng quá.